Xin chào tất cả anh em, con xin chào tất cả các chú nha. Hôm nay về được ba cặp lo bãi nè. Cặp lo này lo có sô ly nè. Lo sô ly. Nãy vô em đo kích thước trước rồi chút lên thử sau nha. Cái chiều ngang là 12 nè. Chiều cao tầm 20 nè, cái này gần 20 chút. Chiều dày nữa là 15. Đó. Thì cặp lo này em nói giá luôn cho anh em là cặp lo sau này là 400, chút xíu nữa thử đi rồi cho anh em với các chú thưởng thức nha. Cặp lo sau này là 400, em đo kích thước với em nói giá trước đi rồi em thử sau nha. Anh em chốt thì giá cho nó luôn. Cặp lo thứ hai này lo của Ta Tung nè. Ta Tung này lo là sức nhật. Đó. Ta Tung này á, chiều dày của nó là 19 nè. Chiều ngang nó là 13. Chiều cao 16 nha. Rồi, cặp lo Ta Tung này 350. Bữa hổm có ông chú ông kêu em bán 400 mà em bán, tại vì bữa hổm còn cái đầu máy nữa, em liếng tiếc em không bán. Bữa nay đem ra thanh lý luôn. Cặp này 350 thì giá này là chưa bao gồm phí ship, nó tầm 26.000 một cặp vậy thôi. Rồi cái lo này là hiệu này, hiệu gì lão quắc à, nó emission nè, nó emission đây là thì cặp này 250 nha. Cặp này thì nó cao là tới 17 lần, đại dày nó là 16, đại ngang nó 19 lần, nó bự hơn ta đó mà có 250 à. Đó. Đó thì giờ em vô thử cho anh em trước cái cặp lo Sony nha. Đây. Kết nối rồi à. Mấy cái mạch kết nối sẵn rồi. Âm lượng của nó đang để mức 3. Nghe hay lắm. Lên à. Sony thì nó âm thanh nó vậy đó, âm thanh nó rất là ấm, nó không có bị ghè. Thành nó lớn lắm, nói chung là lớn rồi sớm vậy chợ bùm chứ. Đó, thì em có báo giá cặp lo Sony rồi đó. Tới cặp lo của Ta Tung nè, Ta Tung nó vậy đó. Cặp lo Ta Tung. Cái mạch này là nãy giờ em chưa chỉnh luôn nha. Cái này nó có rất là nhiều cái bát chép đó, riêng đó nè. Đó. Mạch này là chưa tính tiền riêng nha. Mạch này là nó 200k tính riêng. Chút nữa gọi lại cho em, đang lo buông, chút nữa gọi lại cho. Đó. Cái mạch này là nãy giờ em chưa chỉnh đó. Nếu mà chỉnh thì em thành hay lắm, nó tới 5 cái chỉnh lần là mạch này là 200.000 là mua riêng. Đó, cái này combo nó trong đây nè.
nó nãy giờ thì nãy giờ cũng chưa để ý vụ đó. Này mình chỉnh sẵn đi, chỉnh cho nó lớn hơn lắm, để trung bình thôi. Này mình chỉnh cho nó vừa phải là nó hay lắm, nói chung biết chỉnh lắm. Tới gặp lò tao tông ha, không chỉnh. Tên là đắp cái thiết bị cái là tốt là tên đắp jet bt 5 chấm nè. Đó thì cho anh em xem đó, cái tà tung đó. Rồi đó cặp lo cuối nè. Lo này là 250. Emerson nè. Đẹp đẹp luôn. Tung 350, còn cặp này thì hồi nãy nó là 400 thôi, 400 đi. Rồi đó, anh em chốt thì điện số điện thoại cho màn hình cho em nghe, em có thử âm thanh cho anh em nghe. Rồi đó. Anh em nào có mặt Bluetooth thì xài, còn không thì mua thêm mặt Bluetooth nha. Nó có đồ đạc trong đây nữa. Nó có phụ kiện trong đây nè. Không. Cảm ơn anh em với các chú đã xem nha, nhớ xem kênh, nhớ bấm nút ủng hộ, nhớ đăng ký. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.